Hà Bắc, Trung Quốc sơ tán hơn 1,2 triệu dân khỏi các vùng ngập lụt. Trung Quốc chật vật thoát nước đô thị. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, tiếp giáp Bắc Kinh đã phải di rời hơn 1,2 triệu dân khỏi các khu vực bị ngập lụt, trong đó có gần 860.000 dân ở các vùng giữ lũ nhằm giúp thủ đô thoát lũ. Tỉnh này dự kiến sẽ cần khoảng một tháng để nước lũ rút đi. Trước tình hình lũ vẫn nghiêm trọng ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Trung Quốc đã quyết định sử dụng 8 vùng giữ lũ cùng toàn bộ 155 hồ chứa lớn và vừa ở các lưu vực sông Hải Hà để chứa lũ. Trong đó, riêng tỉnh Hà Bắc đã kích hoạt 7 trên 13 vùng thoát lũ để tiếp nhận khoảng 1,8 tỷ mét khối nước, giảm áp lực lũ cho thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân. Tính đến sáng ngày 3 tháng 8, theo dữ liệu từ Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Hà Bắc, tỉnh này đã di rời khoảng 1,23 triệu dân, trong đó người dân vùng chứa lũ lên tới 857.200 người. Hà Bắc cũng đã điều động hơn 4.700 đội cứu hộ với hơn 100.000 người và cử hơn 2.200 nhóm công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của bão Dosuri, mưa lớn đã kéo dài gần 144 giờ ở Hà Bắc từ 8 giờ sáng ngày 27 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 2 tháng 8, với lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là hơn 146mm. Tỉnh này đã phải hứng chịu tổng lượng mưa 27,5 tỷ mét khối, gấp đôi tổng dung tích của tất cả các hồ chứa và vừa trên toàn tỉnh. Thành phố Trác Châu ở Hà Bắc, nơi có nhiều con sông chảy qua và một số khu vực đang sử dụng làm vùng chứa lũ đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong một chương trình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, bà Lý Na, Phó Giám đốc Sở Thủy lợi Hà Bắc cho biết, lượng mưa trung bình ở Trác Châu lên tới 398mm vào tối ngày 2 tháng 8. Khoảng 300 triệu đến 400 triệu mét khối nước lũ dự kiến sẽ chảy qua Trác Châu, khiến thành phố này trở thành vùng lũ lụt nặng nề nhất sau nhiều ngày mưa lớn. Vì mưa đã tạnh nên mực nước trên các con sông liên tục giảm, nhưng sự suy giảm này cần một khoảng thời gian. Trong số các khu vực chứa và ngăn lũ mà chúng tôi đã kích hoạt, một số làng bị ngập, nhưng do nền tảng tương đối cao nên nước có thể rút nhanh, tác động sẽ ít hơn. Tuy nhiên, một số diện tích đất canh tác cần nhiều thời gian hơn. Tổng thời gian cần khoảng một tháng, bà Lý Na nói. Trung Quốc đã phủ nhận thông tin cho rằng tình trạng ngập lụt ở Trác Châu là do xả lũ, như một phần nỗ lực bảo vệ Bắc Kinh, nhấn mạnh việc kích hoạt các vùng chứa lũ lụt là một cân nhắc tổng thể. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghe Nhạc Phong cho biết, địa phương này cần kích hoạt vùng giữ lũ để giảm bớt áp lực phòng lũ và đóng vai trò là sông hộ thành cho thủ đô. Chính quyền Thiên Tân gần Bắc Kinh cũng kích hoạt một phần vùng thoát lũ ở quận Tĩnh Hải. Hơn 30.000 cư dân của 23 ngôi làng trong quận đã được yêu cầu di rời từ trưa ngày 3 tháng 8. Sau khi bão Dosuri đổ bộ cuối tuần trước, thủ đô của Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Mưa lũ đã khiến 11 người ở Bắc Kinh và 9 người ở Hà Bắc thiệt mạng. Trong khi đó, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc thông báo lượng mưa đã chuyển sang vùng Đông Bắc nước này từ ngày 2 tháng 8. Tàn dư của bão Dosuri dự kiến sẽ mang mưa lớn đến các tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang tại đây trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 4 tháng 8. Các cơ quan kiểm soát lũ ở các thành phố Cát Nhĩ Tân và Mẫu Đơn Giang của Hắc Long Giang đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vào ngày 2 và 3 tháng 8, như đóng cửa trường học và các cơ sở đào tạo, tạm dừng các hoạt động xây dựng và hoạt động ngoài trời. Hiện nhiều khu vực tại Hắc Long Giang đã ngập sâu trong nước với nguy cơ mất trắng mùa màng. Hình ảnh các đô thị ngập sâu trong nước lũ làm bật lên câu hỏi về sự chuẩn bị của Trung Quốc trước những sự kiện thời tiết cực đoan. Lũ lụt đã làm ảnh hưởng ít nhất 30 triệu người ở Trung Quốc từ đầu năm 2023 đến nay, bao gồm 20 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ vài ngày qua. Theo hãng tin Bloomberg, sau trận lũ năm 2012 ở Bắc Kinh khiến 79 người thiệt mạng, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la để đối phó trước lượng mưa cực đoan và đẩy mạnh xây dựng các thành phố bọt biển. Nói một cách đơn giản, những kiểu đô thị này tăng khả năng thấm hút nước mưa bằng cách sử dụng vườn trên sân thượng, vỉa hè thấm hút các bể nước ngầm rồi từ từ nhả ra hệ thống sông và hồ chứa. Hơn 10 năm qua, hàng chục thành phố từ Bắc Kinh ở phía Bắc đến Trùng Khánh ở phía Nam đã đi theo hướng này. Nhưng những gì xảy ra dường như đang làm lung lay chiến thuật trên khi mà nhiệt độ toàn cầu tăng lên đã tiếp sức tạo ra các đợt mưa khổng lồ trút xuống đô thị. Lấy sân bay quốc tế Đại Hưng ở ngoại ô Bắc Kinh làm ví dụ, mạng lưới hồ cảnh quan, bể nước chứa và hệ thống thoát nước ở đây đủ sức thấm lượng mưa xấp xỉ 1.300 hồ bơi chuẩn Olympic,
Vậy mà các đường băng của sân bay này vẫn bị ngập sâu trong đợt mưa kỷ lục vừa rồi tại Bắc Kinh, hơn 744,8mm từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, cao nhất trong vòng 140 năm qua. Ở tỉnh Hà Bắc kế cận, thành phố Hình Đài dù hưởng ứng phong trào bọt biển từ năm 2016, nhưng cũng không trụ nổi khi phải hứng lượng mưa của 2 năm khoảng 100cm trong vỏn vẹn 2 ngày mới đây, theo trang tin Caixin. Vấn đề của chiến lược thành phố bọt biển, theo tiến sĩ Hồng Trang Su của Trường Đại học Quốc gia Úc, là chưa tính tới những sự kiện thời tiết cực đoan. Kế hoạch này ban đầu khá tốt vì có hướng tiếp cận toàn diện với các vấn đề xử lý nước đô thị, bao gồm kiểm soát ô nhiễm, ứng phó mưa bão và giảm nhẹ lũ. Tuy nhiên, nó chưa tính tới các sự kiện cực đoan và thảm họa như lũ quét, tiến sĩ Hồng Giang Su nhận xét. Tiến sĩ Li Zhao, nhà nghiên cứu của Tổ chức Hòa Bình Xanh, chỉ ra các thiết kế xử lý nước của chiến lược thành phố bọt biển dựa trên lượng mưa trong vòng 30 năm trước thời điểm năm 2014, do đó không thể thích ứng được với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Chẳng hạn, tính tới năm 2020, thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam đã đầu tư 53,5 tỷ nhân dân tệ để bọt biển hóa, thậm chí một số khu vực được bỏ trống để dành riêng cho thoát nước lũ. Nhưng chỉ hơn một năm sau, một trận lũ thảm khốc đã cướp đi sinh mạng 380 người ở Trịnh Châu cùng thiệt hại tài sản tới 41 tỷ nhân dân tệ. Ngay cả bọt biển thật sự cũng không thể thấm hút vô tận. Ông Ma Jun, Giám đốc Viện các vấn đề công và môi trường ở Bắc Kinh, nhận định với Bloomberg, đồng thời cho rằng chiến lược này cần kết hợp với các giải pháp khác để ứng phó lượng mưa lớn hơn. Việc phát triển đô thị ở đất nước tỷ dân này ngày càng tính tới việc ứng phó bão. Với các đô thị tọa lạc trên những khu vực từng là hệ thống thoát nước tự nhiên như hồ, đầm lầy và rừng, Trung Quốc phải xây dựng các hạ tầng thoát nước mưa mới. Một bí quyết khác nằm ở mở rộng hạ tầng xanh, tức công viên, vườn sân thượng trong đô thị. Chính nhờ hệ thống ứng phó mưa bão tự nhiên này mà 800.000 cư dân Trì Châu, một trong những thành phố bọt biển đời đầu, tránh được lũ quét năm 2016, bất chấp lượng mưa trút xuống đây năm đó cao hơn mức trung bình ít nhất 30%, theo một đánh giá của chính phủ Trung Quốc. Để tăng cường hiệu quả của các thành phố bọt biển ở Trung Quốc, tiến sĩ Su đề xuất tái sử dụng các luồng lạch được xây từ xưa để xả lũ và phân lũ, song song đó là đẩy mạnh hệ thống cảnh báo để giảm thiểu thiệt hại. Bão Khanun bất ngờ quay ngoắt gần 180 độ, trở lại đúng nơi nó đã đi qua ở Nhật Bản. Diễn biến hiện tại cho thấy bão Khanun đang và có khả năng lớn sẽ đảo chiều gần 180 độ. Như vậy, nó sẽ quay lại đúng những hòn đảo của Nhật Bản mà nó đã gây thiệt hại nặng nề cả về con người và vật chất. Cơn bão này được dự báo sẽ thay đổi thế nào nữa? Cơn bão đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 62 người bị thương, gây mất điện diện rộng ở đảo Okinawa của Nhật Bản, theo kênh NHK được đăng lại trên trang Reuters, đang chuẩn bị tiến vào Nhật Bản lần thứ hai mà vào đúng nơi nó đã đi qua. Ban đầu có hai mô hình dự báo về bão Khanun, có nghĩa là quả mít trong tiếng Thái. Một là nó sẽ vào Trung Quốc, hai là nó sẽ chuyển hướng, ảnh hưởng trực tiếp đến Nhật Bản. Theo diễn biến hiện tại thì Khanun đang đi theo mô hình dự báo thứ hai. Sáng nay, nó quay ngoắt gần 180 độ sang phía đông sau một khoảng thời gian đi chậm lại đến mức gần như đứng yên, theo cơ quan khí tượng Nhật Bản. Nếu tiếp tục đi theo hướng này, bão Khanun sẽ không vào Trung Quốc, nơi mà đợt mưa kỷ lục đã gây ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh. Theo trang Year Climate Connection, trong lần trở lại này, bão Khanun yếu hơn so với lần thứ nhất, nhưng nó vẫn sẽ gây mưa to gió lớn ở Okinawa. Ở thời điểm tối ngày 3 tháng 8, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ xác định sức gió duy trì trong một phút của Khanun là 160 km/h, tức là bão cấp 2, theo thang bão của Mỹ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho rằng, tính đến trưa hôm nay mùng 4 tháng 8, bão Khanun trút lượng mưa khoảng 200mm xuống khu vực Okinawa. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!